dạ quan ơi, con khổ lắm quan ơi. Xin quan cho phép con được bỏ thằng chồng con ạ. Hả? Bỏ chồng à? Con này ghê thật nhỉ. Đàn bà bỏ chồng thì dễ có mấy tay. Mà này, hay ho gì cái việc bỏ chồng mà bỏ. Thế mày định bỏ chồng thì mày lấy ai? Dạ con lấy ai cũng được ạ. Con không thể nào mà sống với cái lão chồng coi vợ như con ở được ạ. Bao nhiêu lý do con trình bày hết trong đơn rồi ạ. Con xem cho con ạ. Thế chỉ có mỗi đơn không thế này thôi à? Con có mỗi yêu cầu là bỏ thằng chồng con càng nhanh càng tốt ạ. Thế ngoài đơn này ra còn cần cái gì nữa hả quan? Ôi dạ. Được rồi. Này, cầm lên mà đọc đi. Dạ, con làm ơn làm phúc dịch hộ con với ạ. Con không biết chữ ạ, càng là chữ Hán thì con lại càng mụt tịt ạ. Con dịch cho con với ạ. Con này láo. Ông đã cho mày chữ rồi, mày bây giờ mày bắt ông rồi còn dịch chữ cho mày nữa. Dạ. Mày phải nên nhớ, đấy là ông còn chưa lấy cái tiền mà để chữ của ông đấy nhá. Ông mày có biết là ông cho mày chữ là làm phúc tổ 70 đời cho nhà mày không? À, chữ của ông là rất quý đấy, mày có biết không? Dạ. À. Con thương con thì thương cho chót ạ. Thế rốt cuộc quan có cho con bỏ thằng chồng của con không hả quan? Quay. Mang về nhà mà tự dịch nhanh. Mày có tin là mày không đi khỏi nhà này không? Cho lính gô của mày lại không? Được đấy. Con đội ơn quan ạ, con về ạ. Dạ con mời con lớn sư chén rượu cho đỡ đỡ nhặt mồm nhặt miệng ạ. Dạ, uống đi. Dạ vâng ạ. Dạ. Con mời con lớn sư ạ. Ở cái huyện này có mấy lý trưởng và chỉ có ông là ta thấy là nó hợp nhất. Dạ. Bởi vì mỗi lần ngồi nói chuyện với ông uống rượu đàm đạo văn thơ, tôi thấy là nó rất vào. Dạ. Mà ông này là những người mà rất chiều lòng người. Đội ơn con lớn ạ. À. Đấy cũng là nhờ cái lộc của con lớn mà gia đình con được cái diễm phúc đấy ạ. À. Dạ. Đội ơn con lớn ạ. À. Dạ vâng. Thôi ông cứ ăn đi. Dạ vâng. Chứ ông cứ mời không cái gì để đói đấy. Dạ vâng. Dạ mời con lớn ạ. À. À, thầy Lý này. Dạ. Sao tôi muốn hỏi ông là ông cầm tinh cái con gì ấy nhỉ? À, dạ. Hôm nay không biết là con lớn có cái chuyện gì vui mà tự dưng lại hỏi tuổi của con ạ. À, chả là ta quý thì ta quan tâm thôi. Dạ. À, nếu mà thầy Lý mà thấy cần trả lời thì nói, mà không muốn thì thôi giấu đi cũng được. Dạ. Bẩm con lớn, con có dám giấu giếm gì đâu. Con thì sinh ra năm tuất nhưng mà cầm tinh con chó. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Năm tuất cầm tinh con chó. Dạ vâng ạ. À, ông cầm tinh con chó mà ông lại ăn thịt chó. Không. Này thế ông không sợ mang tiếng là ăn thịt đồng loại? Không, con trái là con sợ mang tiếng gì cả. Mà con đặc biệt là không có mê tín. À. Cái món quái khẩu nhất của con là thịt chó ấy. Thế người ta bảo rồi, thịt chó là phải có miếng rồi, cầu thêm giềng mẻ cho đời thêm vui. À. À, rồi, con lớn ạ. Mời bà này ăn ra. Mà tao chẳng thấy con lớn ăn uống gì cả. Ừ. Ta hỏi thế thôi. Vâng. Ừ. Nhưng mà ta không có phải nghĩ ngợi gì đâu, ta đang nói chuyện về cái vấn đề ăn uống ấy mà. À, đúng rồi. Tôi đang ngẫm là nếu mà thầy Lý đấy là cầm tinh con chó thôi. Và. Mà giá mà cầm tinh con hổ thì... Hai anh ra ngoài kia canh gác đi. Dạ, nhưng quan bảo chúng tôi canh ở đây. Có lệnh quan bà bảo tôi vào đây chăm sóc quan, nên hai anh cứ ra ngoài cái canh gác đi nhé. Dạ. Nàng đã đến với ta rồi, đấy ư? Nàng ơi! À. Thiếu quan! Sao lại là nàng? Vâng, là thiếp đây! Thôi chết rồi! Bà vào bây giờ thì chết, đi ra ngoài ngay! Quan! Ba hôm nay, quan chẳng thèm sang với em cơ!
Tóm lại là đi ra ngoài. Đứng đây mà khóc à? Đi ra ngoài. Nàng cứ ám ảnh ta ngay cả trong những giấc ngủ. Đúng là ta không quên được nàng. Dạ. Xin phép phải chúng em đi ạ. Đi đâu? Dạ, dạ, đi, đi. Học trò con này học bài đi nhá. Tới tới quá. Mấy cái tên ăn xin thằng kia chị thấy cứ bán mắt rồi em. Nhìn kỹ thì em cũng có xinh bằng chị đâu nhỉ. Kệ họ đi chị. Họ có mắt để họ nhìn, mình cấm làm sao được. Thì chị cũng có cấm gì đâu. Các thằng thích nhìn chị thì cứ nhìn thôi. Ơ, chị ơi, thằng kia có bông hoa xuống kìa. Đẹp quá. Nhìn đây đây. Nhìn xuống chị. Chị xuống trước đi. Cẩn thận đấy. Sao? Ô, hoa đẹp quá. Làm thế nào lấy được nhỉ? Sao quá. Nè, áo chị bằng kìa. Áo bằng này, áo bằng ô. Theo gì à, theo chị, theo gì à. Theo chị đâu. Ê, dạ, hình như mấy người kia nhìn trộm mình. Làm kia. Này, mấy cái tên kia. Nhìn cái gì đây? Thôi kệ chị, sợ mắng người ta thế. Chị có mắng họ đâu. Này, định cho con gái tắm hả? Được rồi, thích nhìn thì đây cho mày nhìn. Có sao đâu. Này, nhìn đi. Thích nhìn thì nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Nhìn đi. Chọn anh sinh mùa, léo nào. Úi trời ơi. Thôi mình dám tiếp đầu đi chị. Ừ thôi được rồi. Ui, giá mà ta lấy được nàng thì. Thôi nàng đừng khóc nữa. Khuôn mặt xinh như thế này, nước mắt nó ra lại càng xinh. Đàng hoàng đấy. Thôi, nàng vào đây với ta. Nào, nàng ngồi trong đây đi. Đã bảo rồi, nàng là phải luôn luôn tươi tắn. Chứ nhăn nhó như thế, xấu giả đấy. Em không muốn xấu đi đâu. Tại qua làm em xấu đi đấy. Thế phải tươi tắn như thế chứ. Nàng thấy là còn rất yêu nàng. Ngay cả trong giấc mơ mà ta vẫn hốt hoảng gọi tên nàng đấy thôi. Không, rõ ràng lúc nãy em nghe đấy qua gọi tên ai ấy, mà lại còn đuổi em đi nữa. Thế á, đâu có nhỉ? Có. Thế làm sao? Làm sao? Bây giờ em chạy quan đuổi em. Nếu quan bắt được em thì em không chịu. Hả? Nàng ơi, quan có tuổi rồi. Bây giờ nàng lại cứ chơi cái trò mà đuổi bắt. Khi nào mà bắt được nàng thì nàng mới chịu. Lúc nàng chịu thì quan cũng chịu luôn. Thế thì đành vậy. Nàng ơi. Có khi thầy Lý ăn cả thịt tôi mất đấy nhỉ. Quan lớn này cứ mấy gái về con. Quan lớn là bậc cao, cao dân cao danh gia vọng tộc. Đấy là người là thánh liêm chính trực. Đấy, tôi cái việc gì con cũng phục tùng ngài. Cái gì là con có cái điều gì con làm sai đâu. Đúng thế. Dạ bà. Bởi vì ý ta muốn nói là thế này. Dạ. Thầy Lý Cẩm Tinh con chó nó còn nhỏ. Vâng. Mới ăn ra thế này thôi. Chứ giá mà thầy Cẩm Tinh con hổ ấy. Vâng. Thì mấy cái đĩa thịt này nó không đủ bữa. Thì kiểu gì thầy Lý chả lôi tôi ra để mà xé xác ăn thịt. Dạ. Dạ con hiểu rồi ạ. Con hiểu ý quan lớn nói ạ. Dạ vâng.
đấy là thầy Lý lại hiểu ý cái kiểu gì ấy. Còn ta thì ta quan tâm ta nói vậy thôi. Đùa cho nó vui chút. Thầy Lý cứ tự nhiên. Ăn uống tự nhiên đi. Dạ bẩm. Con cũng đủ rồi ạ. Thế đã đủ rồi à? Dạ đủ rồi ạ. Còn một ít thì ăn nốt thì đã chứ. Thôi con đủ rồi ạ. No chưa? Từ lúc ngài hỏi tuổi con thì con cũng thấy đủ uống no rồi ạ. Dạ ạ. Còn gì đâu mới là chả no. Các con ăn đi. Ngày xưa các cụ cứ nói là ăn vóc học hay. Hôm nay hai đứa phải ăn thật nhiều vào thì mới có sức mà học mà hành, nhớ chưa? Rồi cố gắng trở thành trò tốt. Thầy ơi, sao bọn con? Thầy có buồn không hả thầy? Có buồn không ạ thầy? Sao bác trò lại hỏi thầy vậy? Nhiều lúc thầy nhưng mà thôi, hai con ăn đi. Bây giờ đang vui vẻ thế này, thầy ra một vế đối, hai đứa mà đối cho chuẩn, cho thông thì thầy thưởng cho mỗi đứa một túi đậu nhá. Dạ vâng. Dạ. Thầy đố đi mà không thông nhá là tối nay hai trò là phải ở lại, một trò rửa bát, một trò quét sân cho thầy. Dạ vâng ạ. Nướng đậu phụ cho cha. Đúng rồi, nướng đậu phụ cho cha. Nướng đậu phụ cho cha. Các trò đối đi. Con có rồi. Sắc ít mẫu cho mẹ uống. Thầy ra, chưa gì đã đổi lắm. Thầy đã công nhận là mày đối thông rồi mà mày định ai? Thông cả thầy. Đối đúng đấy. Thông mà, chửa thông. Bỏ xuống. Thầy ơi, con thấy kế cũng thông rồi mà thầy. Đậu phụ cha ăn. Ở dưới là ít mẫu mẹ uống. Phụ là cha, mẫu là mẹ. Được đấy. Nhưng thế cha lại chấm đậu phụ với lại ít mẫu à? À, thấy chưa? Thế thì phải đối như thế nào mới thông hả thầy? Phải thế này mới thông này. Dạ. Vế thứ hai là phải pha mắm tôm cho mẹ chấm. Được không? Thầy chưa thật. Thế này ấy, à? Bọn con đối không thông rồi chứ không được ăn nữa hả thầy? Các con ăn đi. Dạ, có gì làm xin thầy. Con cả trả nhá. Các con ăn đi. Này, thầy thưởng thêm cho mỗi đứa một miếng này. Ừ, dạ. Bác Thảo ơi, bác Thảo ơi. Ờ, thế ta đang dùng cơm ạ? Không sao. Cô Lài cứ ngồi. Có chuyện gì thì cứ thủng thẳng nói. Dạ. Em mời chị Lài ngồi ạ. Chị cứ vào ngồi đi. Em chuyển sang bên này. Có chuyện gì? Dạ, bác đọc cho con cái tờ đơn này ạ. Con trên đã phê cho con rồi đấy ạ. Thì chị vẫn nhất tâm bỏ chồng à? Bác biết tính con Lài này còn gì. Có bao giờ nói chơi đâu. Ôi, con nóng ruột lắm rồi. Bác đọc cho con đi ạ. Quan huyện xính chữ lại phê bằng chữ Hán đấy. Con đã mù chữ rồi lại còn phê bằng